Theo đó, đối tượng Đỗ Thị Tâm đã xin ngủ nhờ nhà anh Hờ A Sinh. Lợi dụng sự mất cảnh giác của gia đình, đối tượng đã bắt cóc cháu Hờ A Mình 5 tháng tuổi là con trai anh Hờ A Sinh. Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng chưa từng xảy ra trên địa bàn huyện, công an huyện Trạm Tấu đã báo cáo cấp trên, đồng thời huy động tối đa lực lượng và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2014, lực lượng công an huyện Trạm Tấu đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là Đỗ Thị Tâm, sinh năm 1987, cùng em gái là Đỗ Thị Tình, sinh năm 1990, cùng trú tại thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trước đó, công an huyện Trạm Tấu đã tổ chức kiểm tra tình hình sức khỏe của cháu Hờ A Mình và đã trao trả cháu Hờ A Mình cho gia đình anh Hờ A Sinh